Chúng tôi đang ở ngay cái khu vực gọi là Grace, nơi đã xảy ra vụ 39 người chết trong xe truck. Và bây giờ chúng ta nghe trực tiếp từ những người Anh ngay ở vùng này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện với anh Connor McLaughlin, là một người ở ngay ở đây. Và anh Dũng sẽ giúp cho cái phần thông dịch cũng như là anh đặt những câu hỏi của Dũng Taylor TV. Anh có thể cho biết đôi chút về anh hay không? My name's Connor. 28 years old. I work in local government. I've been working here for about 6-7 months. And what happened there a couple of weeks ago was a big atrocity. It involved the lives of 39 people. All that we've heard from news as such was that the lorry driver has been, of course, been held for 39 counts of murder, and it's probably the biggest story for this the last 20 years as such, and it was a big shock to the community. Đối với tôi thì những diễn biến gì xảy ra hai tuần trước nó là một cái bi kịch, và đối với cộng đồng đây là một cái sốc, cú sốc. Trong 20 năm qua chưa bao giờ có một cái sự việc nào ở cái tầm vóc như vậy xảy ra, và chúng tôi chỉ được biết là anh tài xế đã bị luận 39 tội giết người, và hiện giờ thì chúng tôi cũng muốn tìm hiểu thêm mọi vấn đề. Anh đã biết về bản tin này bằng cách nào? I work in local for the local authority, and we'd received an email that something serious had happened within the area. I of course commute to work via the A13, and the traffic was really bad at that hour of the morning. There was a lot of stationary traffic going back. You had the M25 and everything, and I was thinking to myself, something seriously has happened here. And it was only until I got into work that I seen all the news all over BBC News, ITV, and yeah. That's... Tôi làm việc cho một cơ quan chức năng ở địa phương, và hôm đó trước khi vào thì chúng tôi cũng đã nhận được cái thông tin là có chuyện xấu xảy ra. Và khi đến trên đường đến công ty thì chúng tôi thấy là biết là có chuyện lớn, vì tất cả đường xa lộ ở đây đã bị phong tỏa, cho nên rất là sau đó thì chúng tôi nhận được thông tin từ đài BBC và cho biết là sự việc gì nó đã xảy ra. Đây có phải là một tin tức lớn đối với lại người dân ở đây hay không? Có phải tất cả mọi người đều biết về tin này hay không? It was all over national news that day, and it's still on the news now as we speak. Of course, the lorry driver, from what we know, he's been held 39 counts of manslaughter. I believe there's someone in Ireland that's going to be extradited to the UK. And I believe there's two brothers in connection with it that are yet at large. Yeah. Apprehended, yeah. They haven't apprehended. Theo tôi biết đây là một cái tin chấn động thế giới, và chúng tôi chỉ biết là tài xế đã bị bắt, và chúng tôi còn biết tài xế thứ nhì cũng bị bắt và đang dẫn độ tới từ bên Ireland qua đây, và chúng tôi cũng biết là có hai người nữa cũng đang bị truy nã. I know that. Tôi biết rằng cảnh sát đang điều tra vụ này, nhưng theo anh thì chuyện gì đã xảy ra với những người này khiến dẫn tới cái chết của họ? Well, from what I know, from what the news says, they were in a shipping container, but it was like a refrigerated container. And from what I understand, them refrigerated containers can, I believe, go to minus 25 degrees. And from Purfleet, which is where all the containers come in, I believe it was something like a 10-hour crossing. Now, minus 25, it's a long distance to be in that sort of temperature. Do you think they die from suffocation or from freezing? I would have thought, yeah, from minus 25 degrees, it's very cold. Anh nói là đối với anh này, khi mà nghe là ở trong cái shipping container đông lạnh mà nó âm 25 độ và đi một cái qua eo biển trên chiếc phà 10 tiếng như vậy thì không thể người nào chịu nổi điều đó, thì đó là một cái điều rất là sốc đối với mọi người ở đây. Thì anh là một trong những người đầu tiên mà nãy giờ chúng ta nói chuyện là anh nói là anh nghĩ là chết vì đông lạnh, phải không ạ?
You said they just they was died from freezing and. Anh thì cho rằng là những người này chết vì bị ngạt và bị lạnh, nhưng những người khác ở đây nói rằng là họ có thể đã bị giết chết trước đó. Anh nghĩ sao? Before. What do you think? Conspiracy. Okay. What do I think about that? Well, it's until that. It could well be, but who knows? I mean, you hear about people that are desperate to get into the UK because they've fled from war-torn countries. They're desperate for a new life and everything. You hear about trafficking, so it's very hard. I mean, I do know that people have talked about conspiracy theories, but in my view, I think it was just trafficking, to be honest. That's... Đối với tôi thì nhiều người suy diễn, nhưng mà đối với tôi thì những người này đến từ những cái quốc gia mà có chiến tranh, cho nên thành ra họ muốn đi tìm một cái đời sống mới. Và họ tới đây thì coi như có thể diễn giải nhiều thứ, nhưng mà đối với tôi nó là vấn đề là buôn người thôi, chứ nó không có đi xa hơn cái điều đó nữa. Còn những người có thể suy diễn khác nhau, còn tôi thì tôi không có coi nó là một cái âm mưu. Regarding the trafficking, là một người dân sống ở đây, anh nghĩ gì về vấn đề buôn người ở nước Anh? Issue in England at large. Well, I think it's a big problem and it's been going on for quite some time. Of course, Perthfleet, which is just down the road, you look at, we've got other ports such as Calais in France, but all ships usually come in from Rotterdam, France, and of course. Yeah, come into here, like ship for business. Yeah, it's a big port, but here in Purfleet, it's a small little port, and I believe maybe it's traffickers see that as an opportunity because it's a smaller port, less checks. That's what I think, and it's a big problem. But of course, that's something that the government's going to have to address. Anh nói là cái nạn buôn người này nó xảy ra nhiều rồi, nhưng mà tại sao họ lại gần đây họ tập trung vô trong cái cảng Purfleet đây? Tại vì đây là một cái cảng nhỏ mà là nó tiếp hàng đến từ khắp Âu Châu, cho nên có thể là một cái cảng nhỏ họ nghĩ là không kiểm soát chặt chẽ, cho nên thành ra họ đã tận dụng cái cảng này. Và sau cái sự việc này thì chính quyền Anh sẽ siết chặt cái vấn đề giao thông ở trong cái cảng này và kiểm soát của cái cảng này chặt chẽ hơn. Với tai nạn lớn mang tính lịch sử như thế này, anh nghĩ rằng hệ thống di trú của nước Anh sẽ có thay đổi trong tương lai? For everyone's sake, hopefully it does, but of course, first of all, we need to see what happens to the people that are guilty of this. Are they going to make an example to the whole world? This is something that we need to see now what happens, but it's a major issue. When people fled war-torn countries, they're seen as easy as such for making profits illegally and all that sort of stuff, and hopefully they'll look into punishing these people the best way that they possibly can. Tôi nghĩ những người mà nếu mà bị kết tội thì nên dùng họ, phải xử nặng họ để làm một cái điển hình cho những người khác lạm dụng cái vấn đề những người mà họ đến từ những cái quốc gia mà đang phát triển, hoặc là họ đang muốn đi tìm một cái đời sống mới, bị những người này lợi dụng để mà đưa vào trong cái đường dây buôn người như thế này, thì tôi hy vọng là chính quyền sẽ nặng tay với những cái người mà phải trả lời trước pháp lý. Finally, as a local here and probably as a England citizen, if you have some, là một người dân địa phương ở đây và cũng là một công dân nước Anh, anh có điều gì chia sẻ với gia đình của 39 nạn nhân và với những người từ Việt Nam có thể nghĩ tới việc vượt biên vào nước Anh với cách thức tương tự như vậy? Who are thinking of coming over that similar way? What would you say? Well, what I would say in terms of that is don't, you know, in terms of people saying that they can do this for you, they can do that for you, never just trust people at face value of what they can promise you, because these people that are doing these sorts of things, trafficking, are criminals. And of course, I would suggest that they look at alternative means of, you know, going through the usual process of applying for a visa, stuff like that, because the other way, you're just letting the criminal win. Tôi nghĩ là người ta hãy không nên nhẹ dạ, khả tin quá. Người ta hứa hẹn với mình những cái điều
mà họ có thể đem mình tới, đừng nghe, đừng nên, coi như đây là một cái bài học, một cái điển hình, và nên đi theo cái đường chính thống, xin visa để vào. Tôi nghĩ là tốt nhất là nên như thế. Để không giao vào cho cái, giao mạng cho cái... Để giao mạng vào cho, giao chứng cho ác như là người của mình nói. I do have a question for you. Why do you think people are fleeing into England? Why is England become a target for all the illegal immigrants? You know, I don't know how to answer that really. Of course, suppose from a trafficker's point of view, they promote the country as the land of opportunity and freedom to have a better life and then to help loved ones back home, I guess. People say, oh, we can take you here for, you know, for such and such a reason as such, but the UK, they, is the land of opportunity, as people say, in terms of employment, health and well-being. That's exactly how I... Họ hỏi là anh nghĩ tại sao Anh Quốc là miền đất hứa cho những người đi vượt biên lậu, thì anh nói rằng có thể là những con buôn, những người môi giới hứa hẹn và cho vẽ một cái bức tranh là Anh Quốc là một cái miền đất hứa và nhiều cơ hội, cho nên họ vẫn kêu là lao thân lao mình đến như một con tiêu thân. Thì tôi nghĩ là nó hoàn toàn nó là như vậy, lý do là như thế, là tại sao mọi người cứ xem Anh Quốc là miền đất hứa, nhất là những người mà vượt biên lậu. Thank you so much. Thank you. Thank you. Chỉ có căm đấm đầu chạy và kiếm một cái chỗ nào để mà tấp vào để mở cái con